Hello, chào tất cả mọi người. Thì đây nó là cái găng tay chơi game đây mọi người. Mình mới mua được ở trên Shopee nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ test liền luôn nhỉ. Cái găng tay này thì nó sẽ là cái găng tay để cho anh em chụp hai ngón cái bên trái và bên phải. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em đó là các bạn chơi game ấy thì nó sẽ không ra mồ hôi tay nữa. Và đặc biệt là giá của nó thì khá là rẻ, chỉ có 28.000 đồng thôi. Và anh em thấy không? Vuốt cảm ứng nó rất là mượt luôn. Đây, hiện tại thì kẹo đang thao tác cho anh em thấy đây. Đó, anh em thấy ngon không ạ? Và thật sự thì cái găng tay này nó là cứu cánh cho game thủ, dành cho những cái bạn nào mà hay ra mồ hôi. Đó thì cũng giống như kẹo thôi. Anh em ơi, tầm này thì chắc là vào game và chiến luôn nhở. Rồi nhá. Hello mọi người, và lại là kẹo đây. Chào mừng anh em đến với trận đấu trên đảo quân sự này. Ui, vãi hả? Phát này mình nhảy ở đây hơi ngu anh em. Ok ok đây. Chúng ta có một cây Spam 12 này. Ui. Và ai? Anh lại sợ chủ quá cơ. Này, làm sao? Yes, ngon này. Như vậy thì mình có được một kill đầu tiên. Cái cảm nhận của mình lúc mà đeo găng tay vào thật sự là nó hơi lạ tay. Tức là anh em sẽ phải chỉnh lại độ nhạy trong game đi. Đó, tức là cái găng tay này thì nó khá là trơn anh em, nhưng mà cảm ứng thì nó vẫn cực kỳ là tốt. Bình thường thì khi mà các bạn chơi game bằng ngón tay bình thường á, tay nó sẽ rít một xíu. Còn đeo găng tay này vào nó cực kỳ là trơn, nên là anh em sẽ phải làm quen với cái độ nhạy mới. Ui, một đứa ngay ngoài luôn. Rồi bình tĩnh đi bạn ơi, làm gì mà căng. Nào, có giỏi qua đây solo với anh này. Ui, anh lại sợ chủ quá cơ. Thôi bé ngay con xe kia nha. À đủ. Nào, qua đây em ơi. Qua đây solo này, mày này. Tính chạy đâu hả? Ui, chuẩn bị tâm lý. Lên bảng đếm số đi em ơi. Ok, hôm nay lúc nãy là mình chưa combo dị vãi. Một cây Spam 12 với lại một cây shotgun M1887 luôn. Vậy nên là vừa đổi qua cái combo súng nó ok hơn tí. Chúng ta có P90 với lại shotgun M1887 nha. Rồi nha mọi người. Ok, tình hình là trong trận đấu này còn lại 31 người chơi nữa. Thì mình trải nghiệm cái găng tay này. Mình sử dụng nó thì cảm ứng phải nói là rất là mượt luôn mọi người ơi. Rất là ngon luôn. Cái găng tay này nó chỉ có 28.000. Mình không nghĩ là chỉ với một cái găng tay 28.000 anh em cảm ứng nó lại ngon như vậy. Một số bạn bảo là anh ơi ra mồ hôi tay thì dùng phấn rôm. Dùng phấn rôm thì nó sẽ kiểu bột bột trắng màn hình và trông kiểu như là nó rất là khó chịu. Đặc biệt là bạn nào mà ra nhiều mồ hôi ấy, là cái bột trắng đấy nó dính luôn cả vào máy và nó còn bết hơn cơ anh em. Tức là các bạn sẽ phải thoa cái phấn rôm liên tục lên hai ngón tay qua mỗi cái trận đấu. Thì nó hơi bị phiền phức xíu. Thì đây, một cái giải pháp toàn diện cho anh em. Găng tay chơi game chỉ với 28.000 đồng và nó chống ra mồ hôi tay luôn. Tức là anh em ra mồ hôi tay thì nó sẽ thấm vào luôn cái găng tay đấy. Đó, và đặc biệt là anh em cảm ứng vẫn rất là mượt luôn. Rồi nha mọi người, ui vãi, vãi. Đùa nhau à? Qua đây em ơi. Này, qua đây solo này. Ui thằng này nó chạy đâu rồi ấy? Nhanh quá nhở, làm sao? Ok, như vậy là 3 kill luôn. Anh em thấy ngon chưa ạ? Hôm nay thì video này kẹo hoàn toàn là không PR bán sản phẩm gì đâu nha mọi người. Thì mình cũng tình cờ thôi. Anh em comment bảo là anh sĩ kẹo ơi, anh hay ra mồ hôi tay nhiều thì anh thử mua cái găng tay chống ra mồ hôi tay xem. Đó, cái găng tay chơi game coi. Thì đây, hôm nay mua trải nghiệm cho anh em đây. Và thật sự là mình đánh giá nó rất là tốt luôn. Thế nên là các bạn có thể lên Shopee này, Lazada, Tiki hay là bất cứ một cái app nào đấy. Anh em tìm kiếm cái găng tay nha anh em ơi. Găng tay chơi game chống ra mồ hôi tay nha. Thật sự là từ nãy đến giờ thì mình vuốt nó rất là mượt luôn anh em ơi, nó rất là trơn, nó phê luôn. Phải nói là ngon. Và mình chưa thấy có vấn đề gì xảy ra cả mọi người ơi. Đấy, mà khi mà anh em vuốt nó mượt như thế này thì anh em kéo tâm nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, các bạn chỉ cần là điều chỉnh độ nhạy hợp lý là anh em kéo tâm ok luôn. Thì anh em thấy phê không ạ? 28.000 một đôi găng tay, thề luôn nó rẻ vãi. Và mình cũng không ngờ là cái công dụng của nó lại ngon đến như vậy. Thôi nói chung là chém gió nhiều phết rồi anh em. Nhưng mà những điều mà kẹo vừa chia sẻ với anh em là điều thật nha anh em. Này, cảm ứng rất phê luôn, không có gì để chê cả. À được rồi, thôi thì bây giờ tập trung vào trận đấu. Và anh em ơi, sẽ try hard lấy top 1 trong ván đấu này nha mọi người.
À anh em, kẹo nhớ anh em xíu. Nếu như mà các bạn thấy video này hay, video này bổ ích thì các bạn đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho video đến rộng rãi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ten ten. Ây, 19 người chơi nữa hả? Ơ mà quên, không nhắc luôn anh em. Đó là bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được thông báo khi mà kẹo đăng video mới nhất nhá. Thỉnh thoảng thì sẽ có video tặng code cho anh em nha. Ây, đi thôi mọi người ơi. Đồ đạc thì bây giờ kẹo cũng đã khá là ngon rồi. Chúng ta có giáp 3 này, chúng ta có Baloba này. Mỗi tội cái mũ hơi sida xíu, đó là cái mũ Diva 2. Thôi thì bây giờ kiếm cái nâng giáp là ngon lành luôn anh em. Hoặc là kiếm cái mũ Diva 3 nữa thì nó tuyệt vời ông mặt trời. Và không có gì để chê cả phải không nào. Hôm nay thì cơ bản là mình nổi hứng, thế nên là chơi combo hơi dị. Ủa vãi, đua xe hả em ơi. Các bạn có thể thấy là từ nãy đến giờ mình cầm hai cây súng, là một cây P90 với lại một cây shotgun M1887. Đấy, nổi hứng chơi combo dị luôn. Anh em đoán xem top 1 không nhở? Rồi nha, sẽ cố gắng hết sức luôn top 1 và không để phụ lòng anh em nhở. Rồi nha, ok. Lên trên cái nào. Tầm này thì số lượng người chơi trong trận đấu nó vẫn đang còn khá là đông, với 18 người chơi nữa. Vậy nên là mình cứ đi queue mạng từ từ thôi, không có gì phải vội cả, đồ ngon thì anh em queue thằng nào cũng được luôn. Khá là hên, lúc nãy thì lượm sát thiên anh kia chúng ta có được mũ 3. Đó, ui, vãi hả, lại thêm thằng nào nữa đây. Vãi thật, qua đây slow với anh. Nào, tính trốn hả em? À đủ, ăn no lựu đạn nhé em ơi, tính trốn hả? Trốn đi em, nhanh, ui, vãi hả, sợ quá cơ này. Ngon luôn nam kêu. Ui, bạn nghĩ sao chứ nhở? Mình là mình, việc gì mình phải sợ bạn. Rồi nha anh em, đây quần đầy máu luôn cho nó đỡ sợ. Các bạn thì lúc nào mình chơi game mình cũng tranh thủ mình quấn đầy máu luôn, bởi vì là cảm giác đầy máu thì mình chơi game nó khá là tự tin luôn. Không biết là anh em có cảm giác y như kẹo không nhở? Ui, vua đen gờ ngay cạnh luôn. Mình sẽ tìm cách mình chạy, mình né né nó ra, chứ còn là mình không muốn chết sớm đâu. Hên xui lắm anh em, thi thoảng anh em chạy vào vùng NG không sao, nhưng mà lúc nào kiểu ngáo ngáo chạy vào cái lên bàn đếm số thì đúng là buồn luôn. Đúng là số nhỏ phải không nào. Mình thì mình không ham hồ mấy cái vụ test nhân phẩm gì đâu. Ok ok. Trên này vắng quá cơ. Lúc này thì chúng ta đang ở vị trí thung lũng đây. Mình vẫn đang giữ nguyên đó là 5 kill. Ui, trận đấu này ngày hôm nay anh em đoán xem. Mình thì vẫn một cái mục tiêu đơn giản thôi. Mục tiêu nhỏ nhỏ đấy, nhỏ nhỏ như con thỏ. Đấy là một trận đấu thì 10 kill top 1 sẽ là một trận đấu hoàn hảo đối với mình anh em nhé. Chúng ta qua đây. Ui, và anh em thấy không, số lượng người chơi trong trận đấu thì ngày càng giảm đi đáng kể. Các bạn là các bạn ấy kill nhau nhanh ghê vậy á. Đây, ui, vai hạ. Vai hạ, tính thông chốt hả em? Vai đậu xanh vỡ đầu. Thường thế nhở. Thanh niên này chắc kiểu tưởng kẹo gà mờ nên là tông thẳng xe vào luôn ấy mà. Ok ok ok. Chia buồn với bạn nhé. Combo thì cũng khá là mạnh đấy. Nó đã có MP40 với lại một cây AK. Nhưng mà số đen phải chịu thôi. Mình cầm cây shotgun M1887 mình bắn cho thì các bạn không lên thiên đường mới lạ. Rồi nha, tầm này thì chỉ còn lại 10 đứa thôi. Chưa thấy thằng ở trên vừa cắn trộm mình đâu ấy. Không biết là nó đâu rồi nhở. Thôi thì cứ từ từ mình hóng thôi, có xe mà. Lên xe tiếp tục chạy đi kiếm người, lo gì. Người ta bảo là có xe thì không lo chết đói đấy. Mà nếu mà kẹo không làm youtuber nữa thì lấy xe đi chạy xe ôm vẫn cứ là ngon cơm, phải không nào. Thôi dẫn anh em xíu nhở. Lên trên cái nào. 10 người chơi nữa thôi, hóng thôi anh em. Và đây chính là vùng vùng UAV anh em ơi, lâu lâu quên. Ngáo thế. Thật, lâu lâu thấy mình ngáo vai anh em luôn. Ở đây có ai không đây? Ui, không có à. Nguyên cái vùng UAV to thế này bảo không có người. Sợ thật, tôi sợ công thật. Đây mình đổi qua con xe mới. Xe kia nó hơi nát nên là chúng ta có một con xe mới xịn sò luôn. Full giáp 100% xe luôn, các bạn thì ngon không ạ? Hay là anh em lại bảo không ngon nữa thì đúng là đến nể cả ông luôn. Rồi nha, thằng nào trên này? Thằng nào trên này? Hóng. Ui, anh thấy chú rồi nhé. Ui, anh em thấy không? Thằng bé câu cái thính xanh chuẩn vãi. Ui, vãi, câu lựu ngáo rồi. Đậu xanh. Pha này nó vừng cái thính anh em ấy câu lựu rất là khó luôn.
và ai hàng vẫn không chúng lại để lại. Đậu xanh. Thế luôn anh em ấy, có mỗi mấy trái lựu câu hết luôn. Mình câu lựu ngáo vai. Thế này chơi game gì? Ok anh em, này, chạy nhanh. À đủ, anh xem chú chạy đâu này. Phải hà này làm sao? Uầy. Đấy, hôm nay đeo cái găng tay chơi game vút rất là mượt luôn, rất là phê anh em. Thế còn chần chừ gì nữa mà anh em nào mà hay ra mồ hôi tay thì các bạn hãy mua luôn nha anh em, mua luôn như kẹo đây, chơi game phê phải biết luôn. Phải gọi là bắn như hack, đừng đùa nhở. Đây, tầm này còn lại 8 đứa thôi. Mình thấy là nãy giờ cầm vút nó trơn trơn anh em ơi. Và nó khá là phê, tay thì không cảm giác ra mồ hôi gì cả. Chắc là cái găng tay đấy thì nó cũng thấm hút một phần mồ hôi. 8 thằng nữa. Anh chờ các chú qua đây nào. Bây giờ mình canh thằng ở trên kia nó hơi khó. Kiểu như là mình cũng không dám chạy lên cơ. Chạy lên chỉ tổ phí bóng keo thôi. Với lại nó ở trên tròi, đang đợi vù NG qua đi đã. Nào. Làm sao em ơi, xuống đi. Ở trên tròi mãi thế. Ui dồi ôi. Thanh niên, sao lại toàn ở trên tròi thế này. Xuống đi em ơi. Nhắc nhở mãi nó không xuống thì chắc là mình chạy qua chỗ khác anh em. Đang còn nhiều đứa mà. Kêu mấy bọn kia trước, kêu nó sau. Xuống nhá. Đấy, chúng ta chạy qua cái đường hầm này. Và bên này có ai không? Bên này thì không có ai cả đâu. Rất là an toàn luôn. Ten ten. Đang cố gắng tranh thủ lút đồ đấy mà. Trang bị bây giờ mình bá cháy rồi nghe mình. Cực kỳ là ngon nghẻ rồi. Chỉ cần kiếm người nữa là kêu luôn. Là cho nó thăng thiên luôn. Nào. Các bạn đâu rồi? Vắng tanh như chùa bà đanh thế này. Không hiểu sao nhở. Có phải là anh em lại đưa nhau đi trốn rồi đúng không nào? Ui, chắc là thế rồi. Hello hello. Bên này vẫn chưa có ai. Nãy giờ là mình chạy một vòng luôn. Công nhận mình rảnh vãi. Lâu lâu thấy mình ngáo vãi thật anh em mà chạy hẳn một vòng luôn. Rảnh thật. À thằng bé xuống dưới kia. Lên trên vả nó. Anh xem chú chạy đâu nhá. Nào. Ui ui ui. Này. Chạy đâu Hải ơi. Ui, không kịp chạy vào gốc cây luôn, xanh mộ. Đáng thương thế nhở. Số nhà anh em ngon. Quá là ngon luôn. Đây mọi người, trên này thì để ý là vẫn đang có một con xe. Lấy con xe chạy đi cán người là ngon nhất luôn. Tầm này là chúng nó đang chạy bo mà anh em. Nào, hóng thôi. Trên tròi bên kia có người đúng không nhở? Vấn đề này thì kẹo không chắc nữa cơ anh em ơi. Phần này căng mình không dự đoán được. Số nhà. Ui, phía bên này có người luôn. Vãi hàng thật, kiểu này chỉ có nước lên xe thôi anh em ơi. Lên xe mà chạy. Đứng nguyên một chỗ cho nó vả cho thì đúng là xanh mộ luôn anh em ơi. Và sợ nhất là cho nó quay cho. Thì anh em biết không, cơ bản là giống như kiểu là 2 đánh 1 thì không chuột cũng què mà khả năng xanh mộ sớm. Đây 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 đây. Úi dồi ôi. Xong 9 kill ngọt sớt luôn nhở. Nào. Đứa nào quay đây chạy bo không, anh tông luôn này. Tông luôn một thể cho nó nhanh này. Hello hello. À phía sau phía sau phía sau anh em ơi. Quay lại phía sau cho nó một trận luôn. Đâu rồi? Đâu rồi bạn ơi? À đủ, tính trốn đâu nhở? Anh em thấy thằng bé chưa? Riêng tôi là chưa thấy luôn này. Ui vãi, đi xe luôn cả. Vãi hàng đi xe luôn cả. Kẹo vừa thấy ký hiệu xe ở ngay phía trên luôn. Ui, mày như là đi xe máy à? Vãi, sợ thế nhở? Tưởng gì đi xe máy. Ui, sau tảng đá còn người luôn. Kinh thật kinh thật. Công chơi game giống như kiểu là thập diện mai phục vậy. Làm sao? Xong, tai nạn xe lên bảng. Thế cho nó nhanh anh em mới tông người cho nó dễ này. À đủ. Đâu tôi lượn lờ qua đây xíu nào. Hình như là bọn kia nó xuống cái trường học rồi phải không nào. Nhưng mà ngoài này thì không còn ai à. À không còn ai. Còn lại 3 đứa nha. Cơ hội top 1 đang đến rất là gần rồi. Nghe mới cố lên nào. Top 1 thẳng tiến nào. Hóng thôi. Đây có một đứa hay sao nhở. À không phải, nó là con xe máy. Tưởng có người cơ. Lượn lờ qua đây coi. 3 thằng nữa cơ mà. Tại sao mà bây giờ thì kẹo lại không thấy ai vậy? Hello anh em. Anh em trốn đâu cả rồi nhở? À đây. Thấy rồi nha bạn ơi. Chạy đâu rồi hả bạn ơi? Ủa ấy. Hình như là nó núp sau cái tủ sắt kia đúng không nhở? Pha này kẹo không chắc nữa cơ. Núp tình vì quá nhở. À đây 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 đây. Hai đứa luôn. Ủa ấy. Hai đứa. Vai tự sát à? Tí đâu có kill. Thể luôn hai thằng chơi ngáo vai anh em. Chẳng hiểu sao. Tự nhiên hai đứa lại thích chơi tự sát thế này. Thằng cuối đâu? À, ngày trên hả? Cuối cuốn máu đã. Vai,
bắn kinh thế. Anh lại sợ quá cơ. Thôi xong anh em ơi, tầm này thì xe mắc kẹt rồi, anh em ơi, hơi căng. Thế này thì chạy bộ thôi. Ui, gỡ xe khó lắm anh em ơi. Đi bộ cho nó lành này. Làm sao? Hôm nay cơ bản là kẹo chưa có mô dị cơ nên là khó nhai thế anh em. Không bắn xa được, P90 thì nó bắn vừa phải thôi anh em ơi. Bắn xa nó không tốt lắm. Ok đây, có bóng keo mà. Dẫu sao chúng ta còn hai quả bóng keo. Ok. Ăn liệu tròn anh em ơi. Thằng cuối cùng rồi anh em ơi, top 1 nào. Qua đây em ơi. Xây luôn keo nhở. Sao phải ngại này. Dựng bóng keo nhanh. Ủa ơi, tuổi gì? Nào tuổi gì xưa với anh này. À đủ. Lại dựng bóng keo nữa cả. Hay lắm. Được luôn này. Thử xem. Có bóng keo không em ơi? Ủa ơi, vẫn đang có bóng keo luôn. Căng thật. Tôi lại sợ ông quá cơ. Vãi hàng, may mình dựng kịp bóng keo. Qua đây solo bạn ơi. Ủa ơi, hết bóng keo rồi. Đen vãi luôn anh em ơi. Tầm này hết bóng keo rồi, bóng keo không có. Rồi là lựu đạn không có. Ủa ơi, ủa ơi. Qua đây bạn ơi. Làm sao? Ui. Làm sao em ơi? Này làm sao? Cái gì đấy? Cái gì đấy hả? Yes. Ngon, 11 kill. Hôm nay chơi cái găng tay chơi game anh em ơi thì vuốt nó phải nói là phê phải biết luôn. Top 1 ngon lành cành đào. Giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.